hiện nay trở ngại lớn nhất của việc học phật là tâm thái có vấn đề vấn đề gì không cung kính với phật thực ra đức phật không yêu cầu chúng ta phải cung kính ngài nếu Đức Phật tham lam ép chúng ta phải cùng kính Thì là phàm phụ chứ không còn là Phật nữa Thì cùng kính trúc của ý là gì? Ý nghĩa của cung kính là thuộc về tánh đức Chúng ta ngày nay muốn minh tầm kiến tánh Thì minh tầm kiến tánh phải dùng cách nào mới đạt được Nhất định phải dùng tánh đức Tánh đức và tánh đức cảm ứng lẫn nhau Tánh đức là chân tâm Chúng ta muốn thấy được bản tánh Thì phải dùng chân tâm Giọng tâm sẽ không thấy được Bất cung kính là giọng tâm Do đó giọng tâm thì không thể thấy tánh Trong dạy học thời xưa Sự quan sát của thầy đối với học sinh Đây là một điều kiện quan trọng nhất Người thầy quan sát Thấy học sinh này rất quan trọng môn học Học tập chăm chỉ Tôn trọng thầy và mọi sự giáo huấn trong sách vở Học sinh này chắc chắn sẽ thành công Lúc đó người thầy thế nào? Người thầy sẽ dạy công dạy bảo họ Ngược lại, nếu học sinh học tập tùy tiện Không tôn trọng thầy thì thầy dù có chú tâm dạy đến mấy Họ cũng không thể tiếp thu được Cái lý là nằm ở đây Hay nói cách khác Người thầy sẽ xem họ như là học sinh dự thính Không để ý dạy họ Nhưng người thầy vẫn miệt mài dạy những học sinh khác Lúc đó quý vị phải tự thân vận động mà học tập Cái đạo lý này quý vị phải biết Do đó Sự cung kính chân thành Là tánh đức của chúng ta Được biểu hiện ra bên ngoài Chứ hoàn toàn không phải do người thầy yêu cầu Nhưng người thầy vẫn có thể nhận ra Họ rốt cuộc tiếp thu được bao nhiêu Vì thế Ấn quan Đại Sư giảng dạy rằng Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính Thì sẽ có mười phần lợi ích trăm phần thành kính thì ác sẽ có trăm phần lợi ích do đó như ở phần trên tôi thường đề cập ngài quậy năng trong phòng phương trượng của ngũ tổ hoàn nhẫn suốt đời ngài chỉ nghe lần kinh đó lần đó lâu nhất cũng chỉ hai tiếng đồng hồ vào nửa đêm Kim Kim Cang chưa giảng xong Đại khái là mới chỉ giảng được một phần ba Giảng đến câu ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngay liền minh tâm chuyển tánh. Không biết chữ Chưa từng đi học Chưa bao giờ nghe qua kinh Phật Thì tại sao Ngài có thể minh tâm chuyển tánh nhanh như vậy Tôi nói Ngài có giảng phần thành kiếm Ngài vừa nghe xong Thì Ngài có được giảng phần lợi ích Chính là đạo lý này Dưới ngũ tổ hoàng nhẫn Còn có một người học trò Thần tú rất nổi tiếng Đi theo ngũ tổ Khoảng gần 20 năm Đây quả là hiếm thấy Ông là trợ giảng cho ngũ tổ Do vậy mọi người đều cho rằng Truyền Pháp chắc chắn sẽ truyền cho Thần Tụ Làm sao có thể truyền cho Ngài Huệ Năng Chúng ta có thể nói rằng Thần Tụ chỉ có trăm phần thành kính Nên được hưởng trăm phần lợi ích Ngài Huệ Năng có dạng phần thành kính Nên Ngài được hưởng dạng phần lợi ích Đi theo mười mấy năm hay hai mươi năm chân tâm chưa hiển lộ ra. Do đó, nghe không hiểu. Tổ sư ngày nào cũng giảng, dạ, ông chưa hiểu hết. Ông chỉ nghe loáng thoáng, không hiểu một cách thấu triệt. Ngài quậy Năng nghe nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng đồng hồ. Một buổi sáng, đề xuất năm câu báo cáo đầy tâm đắc Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Không ngờ tự tánh là thanh tịnh Xưa nay chưa từng bị ô nhiễm Thành Phật không bị ô nhiễm Cho dù ở dưới địa ngục cũng không bị ô nhiễm Đây là sự thật Tự tánh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh vàng phát nói xong mấy câu ngũ tổ nói được rồi liền đem y bác truyền cho ngài ngài chân nhập cảnh giới mấy câu này thần tu không nói ra được hoàn toàn nằm ở hai chữ thành kim Ngày nay đối với giáo dục truyền thống Đối với Phật Pháp Đại Thừa Khiếm khuyết phổ biến nhất hiện nay là thiếu tâm thành kim Ai có tâm thành kim thì người đó sẽ đạt được Sẽ khí nhập Không có tâm thành kim Đến việc nghe thường thức Thương thức Phật học Đến học một chút tri thức Không phải là trí huệ Không thể khai thông trí tuệ Tâm thành kinh có thể đắc định Có thể khai trí tuệ Có thể đại triệt đại ngộ Những câu nói này của Phật Tùy thuận ngã giáo Đương hiểu ư Phật Tuyệt đối không phải yêu cầu học sinh cung kính với Ngài Ý không phải như vậy Đây hoàn toàn là tánh đức của tự tính Hiếu thuận với cha mẹ là tánh đức Chữ hiếu này bất khả tư nghị Pháp thì xuất thế gian Có thể nói rằng Được xây dựng trên cơ sở đạo hiếu Phật Pháp là sư đạo Cơ sở của sư đạo là hiếu đạo Không hiếu với cha mẹ ắt sẽ không hiếu với sư thầy Nếu như họ hiếu với thầy ắt sẽ có mưu đồ gì đó Không phải thành tâm là giả tạo điều này chúng ta không thể không biết vì thị học phật điều đầu tiên là hiếu đạo tịnh nghiệp tam phước đức phật nói rất rõ câu đầu tiên trong điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu câu thứ hai mới là phụng sự sư trưởng Thứ nhất là phải hiểu với cha mẹ, thứ hai là hiếu thảo với Phật, chứ không phải đem Phật đặt ở vị trí đầu tiên mà đem cha mẹ đặt ở vị trí thứ nhất. Vì Phật pháp là sư đạo, sư đạo được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Từ cái lý này chúng ta hiểu rõ rằng những đệ tử của Phật Thích Ca truyền pháp sau khi Đức Phật diệt độ Đệ tử bốn phương tám hướng Đi hoàng dương chánh Pháp Từ bi dạy học giống như Đức Phật